Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 78. Thẩm Nại Tuyết cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cuối cùng lấy hết can đảm, nói, cậu Diệp, trên người tôi dính nhiều máu quá, tôi muốn đi tắm. Trên người cô ta dính đầy máu đã đông cứng lại. Thẩm Nại Tuyết là một người rất thích sạch sẽ, vì vậy chỗ máu đông này làm cho cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Diệp Bắc Minh cau mày. Thẩm Nại Tuyết vội vàng nói, cậu Diệp, anh yên tâm, tôi sẽ không gây thêm phiền phức gì cho anh đâu. Anh chỉ cần giúp tôi trông coi xung quanh, đừng để cho tên đàn ông nào tới gần là được. Có được không? Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, khẽ gật đầu, được rồi. Dù sao thì chân nguyên của anh vẫn chưa được khôi phục. Anh đi đến một cái góc, trực tiếp ngồi xuống. Nhắm hai mắt lại, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Chó địa ngục thấy vậy, đánh hơi xung quanh Diệp Bắc Minh, sau đó đi tuần tra trong vòng bán kính một cây số. Thẩm Nại Tuyết suy nghĩ một chút. Cô ta trực tiếp lấy ra một chiếc bồn tắm lớn từ trong nhẫn chữ vật. Diệp Bắc Minh có chút không nói nên lời, Thẩm Nại Tuyết vậy mà còn mang theo cả bồn tắm sao? Một giây sau, Thẩm Nại Tuyết lẩm nhẩm một khẩu quyết, ngón tay vỗ vào bồn tắm lớn. Hơi ẩm trong không khí ngưng tụ lại thành nước, chảy vào bồn tắm. Thẩm Nại Tuyết quay người, lén nhìn Diệp Bắc Minh một chút, cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Cô ta cởi đi quần áo trên người, nhảy vào trong bồn tắm. Cô gái này thật không biết ngại là gì. Khóe miệng của Diệp Bắc Minh giật giật. Tất nhiên anh sẽ không làm loại chuyện lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn. Đột nhiên. Gào. Một tiếng hét thảm vang lên. Tiểu hỏa. Diệp Bắc Minh bỗng nhiên mở mắt. Thẩm Nại Tuyết vừa mới tắm rửa xong, đang thay quần áo. Cô ta nhìn thấy Diệp Bắc Minh mở to hai mắt, ngơ ngác đứng ở chỗ đó. Không ngờ, Diệp Bắc Minh cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, nói, có người tới, tôi đi xem trước. Sau đó, anh lao thẳng ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy đám người Bách Lý Tranh Vanh đang bị chó địa ngục vây quanh. Súc vật, lão phu sai mày đi tìm tung tích của tên phế vật kia, vậy mà mày lại trốn trong này làm gì? Bách Lý Tranh Vanh nói với vẻ mặt âm trầm, một tay bóp chặt lấy cổ chó địa ngục. Chó địa ngục vùng vẫy dữ dội. Súc vật, mày còn dám giãy giụa sao? Đúng là cái thứ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chết đi cho lão phu. Ông ta giơ chó địa ngục lên cao, sau đó ném mạnh xuống đất. Một tiếng răng rắc giòn vang, chó địa ngục bị gãy mất mấy chục cái xương chỉ trong nháy mắt. Nó co quắp một cách thê thảm. Tiểu hỏa. Một bóng người lướt qua, chó địa ngục biến mất. Mọi người trợn mắt, nhìn ra cách đó trăm mét. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn chó địa ngục, đôi mắt đỏ bừng lấy ra hai viên đan dược, tiểu hỏa, ăn nó nhanh. Chó địa ngục ngoan ngoãn nuốt đan dược, vẫy đuôi với Diệp Bắc Minh. Lại là cậu ta sao? Bách Lý Tranh Vanh nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, hai mắt dường như đang rỉ máu. Mẹ kiếp! Hai mắt của Kim Thịnh Hải nóng rực, vì một con súc vật mà lãng phí hai viên đan dược đế phẩm cửu đạo đan văn. Dã lang bang chủ lạnh giọng nói, xem ra trên người tên nhóc này có không ít bảo vật. Cậu ta có lẽ cũng biết mình chắc chắn phải chết. Nếu không, sao có thể vì một con súc vật mà lãng phí hai viên đan dược đế phẩm cửu đạo đan văn. Tinh khư môn chủ quát, đừng nói nhảm với cậu ta, cứ bắt lại trước đã. Chủ nhân sát minh nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, nên cẩn thận vẫn hơn, trên người thằng nhóc này còn có bảo vật. Diệp Bắc Minh cũng phát hiện những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một giây sau, anh trực tiếp lấy ra kiếm càn khôn chấn ngục, gầm lên, huyết long, ra đây. Gào. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Mau rút lui. Chủ nhân sát minh xoay người bỏ chạy. Đám người Bách Lý Tranh Vanh thấy vậy thì cũng không chút do dự, quay người chạy trốn. Đến khi xông ra cách đó mấy cây số, lúc này mới kịp phản ứng, dừng lại bước chân. Chờ một chút. Bách Lý Tranh Vanh quát, mẹ kiếp, chúng ta bị lừa rồi. Cái gì? Kim Thịnh Hải sửng sốt. Chủ nhân sát minh sắc mặt đen tối, lớn tiếng chửi rủa, mẹ kiếp. Tiểu súc sinh này đang lừa chúng ta.
chỉ mới có một canh giờ kể từ lần tấn công cuối cùng của cậu ta. Làm sao cậu ta có thể lấy lại sức mạnh nhanh như vậy được? Chết tiệt, đi, mau quay trở lại. Khi Bách Lý Tranh Vanh và những người khác quay về vị trí ban đầu thì Diệp Bắc Minh sớm đã biến mất. Cùng lúc đó, trong một hang đá ẩn nấp. Tiểu tháp, hai canh giờ đã trôi qua rồi, vì sao tôi vẫn chưa khôi phục được sức mạnh? Diệp Bắc Minh đang ngồi khoanh chân. Anh đã nuốt hơn 100 viên đan dược cùng một lúc, kết quả cũng không có tác dụng gì. Chó địa ngục khôi phục rất nhanh, đang nằm ngủ cạnh lối đi vào hang đá. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức giận trả lời, nhóc con, cậu đừng có quên, cậu vừa mới giết chết 10 tên đế cảnh chỉ trong nháy mắt. Nó tương đương với mấy trăm người có cảnh giới hư thần, chỉ mới 1-2 canh giờ mà cậu đã đòi khôi phục lại. Sao cậu không lên trời luôn đi? Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, tiểu tháp, không đùa nữa, rốt cuộc phải mất bao lâu thì tôi mới có thể khôi phục lại. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bình tĩnh trả lời, ít nhất phải mất 12 canh giờ. Lâu như vậy sao? Diệp Bắc Minh cau mày. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, nếu mang theo long mạch con giáp bên mình, dựa vào sức mạnh của bọn họ. 1-2 canh giờ là đủ để cậu khôi phục. Chỉ tiếc, long mạch con giáp cũng ở trong Long Thai Trì. Long Thai Trì đang ở Huyền Thiên Tông, bản tháp cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ xem. Diệp Bắc Minh gật đầu, chỉ có thể như thế. Lúc này, Thẩm Nại Tuyết lo lắng chạy tới, cậu Diệp, có người đang đến. Gừ. Chó địa ngục đứng mạnh dậy, nhe nanh giơ vuốt về phía cửa hang. Diệp Bắc Minh cau mày, nhanh như vậy sao? Cậu Diệp, chúng ta trốn ở đây một lát đi, Thẩm Nại Tuyết đứng trước một cái khe hở trong hang động. Có tiếng bước chân bên ngoài hang động, bây giờ đã quá muộn để rời đi. Tiểu Hỏa, vào trong. Diệp Bắc Minh mở ra di tích Côn Luân Thượng Cổ, đưa chó địa ngục vào trong đó. Anh bước một bước tới trước khe hở, chen vào cùng với Thẩm Nại Tuyết. Vết nứt trên đá này quá nhỏ, hai người đứng quay mặt vào nhau. Ngực của Thẩm Nại Tuyết áp sát lồng ngực của Diệp Bắc Minh đến mức gần như biến dạng. Hai người gần như dán chặt vào nhau từ ngực đến bụng. Vì Diệp Bắc Minh cao hơn Thẩm Nại Tuyết mười mấy cm, nên vật nào đó vừa vặn đè vào bụng dưới của cô ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Nại Tuyết đỏ bừng, toàn thân tê dại. Cô ta cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Diệp Bắc Minh hơi xấu hổ, cô Thẩm, nếu không để tôi đổi chỗ. Thẩm Nại Tuyết vội vàng lắc đầu, không, không cần. Bây giờ đã không kịp, bọn họ vào rồi. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, nhìn về phía cửa của hang đá. Thì ra là Lê Mộng Ly của Học viện Viễn Cổ. Vừa bước vào hang đá, cô ta đã khẽ cau mày. Khóe mắt liếc nhìn qua phía Diệp Bắc Minh. Khoảng 10 người còn lại đều giải tán, cuối cùng đều đứng trước một cánh cửa đá trong hang. Cánh cửa đá được khắc đầy những phù văn cổ xưa. Tràn ngập dấu vết của năm tháng. Khi Diệp Bắc Minh và Thẩm Nại Tuyết tìm tới nơi này, bọn họ đã nghiên cứu qua một lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cả hai đều không phát hiện ra dòng chữ trên cánh cửa đá. Rốt cuộc tìm được rồi. Trong nháy mắt nhìn thấy cửa đá, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lê Mộng Ly hiện lên một tia vui mừng. Cô ta nhanh chóng bước tới và ấn lòng bàn tay vào phù văn trên cửa đá mấy lần. Toàn bộ những phù văn này sáng lên. Cùng với một tiếng vang nặng nề, cánh cửa đá đột nhiên mở ra. Các người nhìn đủ chưa? Mau ra đây, đột nhiên, Lê Mộng Ly quát nhỏ một tiếng. Tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh nghiền ép bay đến. Khe nứt nơi Diệp Bắc Minh và Thẩm Nại Tuyết đang ẩn náu phát nổ, cả hai cũng bay ra khỏi đó. Là anh sao? Gương mặt xinh đẹp Lê Mộng Ly trở nên nặng nề. Một bảo kiếm giống như ngọc thạch xuất hiện trong tay cô ta, không chút khách khí chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Anh là người đã giết chết Thất Sát phải không? Thật to gan. Vậy mà dám giết chết đệ tử của Học viện Viễn Cổ. Kiếm khí mạnh mẽ rơi xuống. Không. Thẩm Nại Tuyết sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng chặn trước người Diệp Bắc Minh, cô Lê, cô hiểu nhầm rồi.
cậu Diệp không giết thất sát, những chuyện này đều do Hạng Cửu U tự tay làm. Lê Mộng Ly sửng sốt một lát, sau đó khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống, cô nói cái gì? Thẩm Nại Tuyết giải thích mọi chuyện một lần. Lê Mộng Ly hoàn toàn sững sờ, thật vớ vẩn, không thể nào. Dù cho đám người Bách Lý Tranh vanh 100 cái lá gan, thì bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dám uy hiếp đệ tử của học viện viễn cổ. Còn có một chuyện mà Lê Mộng Ly không nói. Hạng Cửu U là chồng sắp cưới của cô ta. Nhân phẩm của anh ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy được? Thẩm Nại Tuyết hít sâu một hơi, cô Lê, tôi là thánh nữ của băng cực cung. Tôi sẵn sàng dùng danh dự của toàn bộ băng cực cung xin thề, nếu những gì tôi nói dù có nửa lời là dối trá. Tôi Thẩm Nại Tuyết chết cũng không yên, băng cực cung cũng vĩnh viễn không thể vươn lên được nữa. Lê Mộng Ly kiêu ngạo cười, băng cực cung thì đã tính là gì? Cô cũng xứng để thề thốt với tôi sao? Tránh ra, nếu không, cô cũng chết cùng với cậu ta đi. Trường kiếm chém thẳng về phía Thẩm Nại Tuyết với sát ý tàn nhẫn, vô tình. Nói nhảm với cô ta làm gì chứ? Diệp Bắc Minh trực tiếp sử dụng kiếm càn khôn chấn ngục, cả hai va chạm vào nhau. Toàn bộ hang động rung chuyển kịch liệt, Diệp Bắc Minh cũng bị luồng sức mạnh này đánh bay ra ngoài. Lê Mộng Ly càng thảm hại hơn, bảo kiếm trong tay đã nổ tung. Cô ta phun ra một ngụm máu tươi, đập mạnh vào bức tường phía sau anh. Làm sao có thể? Diệp Bắc Minh lười trả lời, nắm lấy cổ tay của Thẩm Nại Tuyết, chuẩn bị rời đi. Động tĩnh vừa rồi ở nơi này quá lớn, e rằng sẽ bị đám người Bách Lý Tranh vanh phát hiện. Hai người mới vừa đi tới cửa hang. Bỗng nhiên, một giọng nói hưng phấn vang lên, thằng nhóc, quả nhiên cậu đang ở đây. Mọi người quay lại thì thấy Hạng Cửu U chắp tay sau lưng bước vào. Anh Hạng, anh tới vừa đúng lúc, hai người này vậy mà lại dám vu khống anh giết chết anh thất sát, Lê Mộng Ly nhìn thấy Hạng Cửu U, vui mừng khôn xiết. Một giây sau, tiểu phế vật, lần này cậu có chắp cánh thì cũng trốn không thoát được rồi ha. Đám người Bách Lý Tranh vanh đi vào trong hang đá. Khoảnh khắc Lê Mộng Ly nhìn thấy đám người Bách Lý Tranh vanh, nụ cười của cô ta dần cứng đờ. Một loại dự cảm chẳng lành xông lên, anh Hạng, đây là có chuyện gì vậy? Sắc mặt của Hạng Cửu U ngưng trọng, có chút khó coi, sao cô lại tới đây? Bách Lý Tranh vanh liếc Lê Mộng Ly một chút, cười đầy ẩn ý, càng nhiều người biết, cậu sẽ càng nguy hiểm. Cậu Hạng, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ? Vụt! Hạng Cửu U bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu. Anh ta há to miệng, gầm nhẹ giống như quát, Bách Lý Tranh vanh, ông đừng có quá đáng. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Bách Lý Tranh vanh lắc đầu, vợ sắp cưới thì sao? Cho dù là cha mẹ của cậu ở đây, họ cũng có thể phản bội cậu. Đừng quên, đầu của thất sát là do cậu dẫm nát. Cái gì? Thân thể mềm mại của Lê Mộng Ly run lên, không dám tin nhìn Hạng Cửu U, Hạng Cửu U. Anh thật sự đã giết chết anh thất sát sao? Sắc mặt Hạng Cửu U giãy giụa một lúc, cuối cùng trở nên dữ tợn, đệt, vì sao tất cả mọi người đều ép tôi? Đồ phụ nữ ngu dốt, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô không biết gì không phải tốt hơn sao? Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, nhưng cô lại cố tình nhìn thấy hết rồi. Nếu đã nhìn thấy, vậy thì cô cũng đi chết đi. Vừa dứt lời, Hạng Cửu U đã rút ra một thanh trường kiếm, chém về phía cổ của Lê Mộng Ly. Trong mắt Lê Mộng Ly tràn ngập tuyệt vọng. Cô ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, xoay người nhìn về phía Diệp Bắc Minh, chuyện vừa rồi thật xin lỗi, là do tôi không có làm rõ ràng mọi chuyện. Nếu anh muốn sống, vậy thì hãy dẫn tôi cùng đi vào trong. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, đẩy Thẩm Nại Tuyết về phía cửa đá. Một giây tiếp theo, anh lao tới trước mặt Lê Mộng Ly. Tiện tay ôm lấy eo thon của cô ta, dưới chân lóe lên. Chết đi! Hạng Cửu U hét lớn một tiếng, trường đao trong tay chém về phía hai người. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, cái gì? Cút ngay! Kiếm càn khôn chấn ngục chém ngang, phát ra một tiếng choang giòn giã, trường kiếm nổ tung.
Hạng Cửu U cũng bị sức mạnh của kiếm càn khôn chấn ngục đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, bóng dáng của Diệp Bắc Minh lóe lên, lao về phía cửa đá phía trước. Ba người cùng nhau bước vào trong cửa đá. Đừng để tên tiểu súc sinh này chạy thoát. Bách Lý Tranh vanh gầm lên như điên. Bốn người bao gồm chủ nhân Sát Minh, Kim Thịnh Hải, Tinh Khư Môn Chủ, Dã Lang Bang Chủ, bọn họ gần như ra tay cùng một lúc, tấn công về phía cửa đá. Lê Mộng Ly giơ tay lên, nhanh chóng ấn lên một phù văn sau cửa đá. Cửa đá lập tức rơi xuống. Ầm. Một tiếng vang lớn chấn động trời đất, cửa đá vậy mà chỉ khẽ rung chuyển một chút. Tất cả lại quay về bình tĩnh. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đây là chỗ nào? Chỉ là một cánh cửa đá mà đã có thể chặn được đòn tấn công của năm vị đế cảnh. Lông mày của Lê Mộng Ly cau lại, đây là lối vào của một tòa thần mộ, cho dù là hàng trăm vị đế cảnh đều không thể phá vỡ. Cái gì, lối vào thần mộ ư? Thẩm Nại Tuyết kinh ngạc kêu lên, phấn khích hỏi, những lời cô nói đều là sự thật sao? Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc nhìn qua, lối vào thần mộ. Lẽ nào ở đây chôn cất một vị thần? Đánh nát nó. Vào giây phút cửa đá rơi xuống, Bách Lý Tranh vanh phẫn nộ gào thét, đánh nát nó cho tôi. Ầm, ầm, ầm. Năm đế cảnh điên cuồng ra tay, đủ loại lực lượng kinh khủng nện ở trên cửa đá. Cửa đá vẫn nguyên si. Thậm chí ngay cả một dấu vết cũng không có. Chuyện gì xảy ra vậy? Cuối cùng mọi người đã cảm thấy không thích hợp, năm đế cảnh chúng ta hợp sức, thế mà không có cách nào phá hỏng được một cánh cửa đá. Đúng vậy, đừng nói đây chỉ là một cánh cửa đá. Cho dù là trận pháp hộ sơn của một tông môn đỉnh cao, năm người chúng ta hợp sức cũng có thể đánh nát. Đột nhiên, Hạng Cửu U lắc đầu, mọi người đừng uổng phí sức lực nữa, đừng nói là đế cảnh. Cho dù là cảnh giới đế tôn tới, cũng không thể dựa vào sức lực để đánh nát cánh cửa đá này đâu. Vèo. Bách Lý Tranh vanh, chủ nhân Sát Minh, Kim Thịnh Hải, Tinh Khư Môn Chủ, Dã Lang Bang Chủ, năm người ánh mắt rơi trên người Hạng Cửu U. Cậu có ý gì? Hạng Cửu U nói ra lời kinh người, bởi vì nơi đây là một thần mộ. Bên trong mai táng một vị chân thần ở thần giới. Cái gì? Đám người sững sờ. Chủ nhân Sát Minh tiến lên một bước, dồn dập bắt lấy cổ áo Hạng Cửu U, cậu nói thật sao? Trong này chôn một vị chân thần. Mau nói, cậu có biện pháp nào mở cánh cửa đá này ra không? Khí tức đế cảnh nghiền ép mà tới. Sắc mặt Hạng Cửu U trắng bệch, liền vội vàng lắc đầu, tiền bối, nếu tôi có biện pháp mở ra thì đã sớm làm rồi. Thần mộ này rất đặc biệt, chỉ có hai điều kiện để mở ra. Thứ nhất, có người đạt được truyền thừa của vị chân thần kia. Thứ hai, người ở bên trong chết đi, chúng ta sẽ có thể mở cửa đá ra ở bên ngoài. Nếu không, cửa đá sẽ vĩnh viễn không thể mở ra. Toàn bộ học viện viễn cổ đều biết thần mộ này, từ khi thần mộ này được phát hiện ra đến nay chưa từng có ai lấy được truyền thừa trong đó cả. Cũng không biết vì sao vợ sắp cưới của tôi lại ở chỗ này. Hạng Cửu U giải thích liền một mạch. Bách Lý Tranh vanh híp mắt lại, nếu chưa từng có ai lấy được truyền thừa bên trong, làm sao cậu lại biết được? Hạng Cửu U nói, học viện viễn cổ có một vị trưởng lão đã từng vào được thần mộ này. Ông ta biết mình không có cách nào đạt được truyền thừa của chủ mộ, cho nên trước khi chết đã thiêu đốt tinh huyết. Để truyền tin tức về học viện viễn cổ. Tôi có thể dùng sơ tâm võ đạo thề, Hạng Cửu U tôi tuyệt đối không lừa gạt các vị về chuyện này. Nói rồi Hạng Cửu U giơ tay lên làm tư thế thề. Năm người mới chợt hiểu ra. Ánh mắt ai nấy đều lấp lóe, nhìn cửa đá một cái thật sâu. Kim Thịnh Hải hừ lạnh một tiếng, tiểu súc sinh này hủy hoại hai chân tôi, cứ để cậu ta chết ở bên trong đó. Mẹ nó còn có hai mỹ nữ ở cùng cậu ta, đúng là có lợi cho cậu ta quá rồi. Chủ nhân Sát Minh nhíu chặt mày lại, chưa hẳn. Kẻ này quả thực có chút nghịch thiên. Nhớ may cậu ta đạt được truyền thừa của vị chân tiên kia thì sao? Ông ta vừa nói ra lời này, xung quanh lập tức yên tĩnh. Trái tim của mấy người đều co vào một chút. Một giây sau. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bách Lý Tranh vanh quả quyết lắc đầu,
ngay cả trưởng lão của học viện viễn cổ còn không thể đạt được truyền thừa của vị chân tiên kia, tên tiểu súc sinh này có tư cách gì chứ? Đừng quên, hoa tộc thượng cổ đã bị thần linh vứt bỏ. Cho dù là kẻ nào cũng có thể đạt được truyền thừa của chân thần, duy chỉ có người của hoa tộc không có khả năng. Mấy người còn lại đều sáng mắt lên. Ha ha ha, nói không sai. Tiểu súc sinh này chết chắc rồi. Cơn giận ngưng tụ ở lồng ngực đám người Bách Lý Tranh Vanh lập tức tiêu tán. Lúc này, Bách Lý Tranh Vanh đảo mắt, cậu hạng, lần này 10 người có điểm tích lũy cao nhất ở vùng đất Thiên Tuyệt sẽ có thể gia nhập học viện viễn cổ. 10 vị trí này, cậu hạng cảm thấy nên phân chia như thế nào đây? Hạng Cửu U không thay đổi sắc mặt gật đầu, tôi hiểu ý của ông. Thiên Đạo Tông, Sát Minh, Vũ Cực Tông, Tinh Khư Môn, Dã Lang Bang. Mỗi tông môn 2 xuất đi. 5 người nhìn nhau cười một tiếng, cậu hạng yên tâm, chuyện xảy ra ở nơi này sẽ không có người thứ 7 biết. 5 người trực tiếp ra tay, ngoại trừ Hạng Cửu U ra. Ngay cả trưởng lão tông môn mình cũng không tha, xóa bỏ toàn bộ. Hạng Cửu U nhìn bóng lưng 5 người rời đi, con người tràn ngập tơ máu, mấy người. Thật ác độc. Bên ngoài vùng đất Thiên Tuyệt. Đống đá vụn bên trên tế đàn lấp lóe một chút, đám người Bách Lý Tranh Vanh đi ra từ đó. Tiểu súc sinh này cuối cùng cũng đã chết, tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Kim Thịnh Hải nói, ánh mắt Bách Lý Tranh Vanh lạnh như băng, trực tiếp tuyên bố với bên ngoài là Diệp Bắc Minh đã chết, ngọn lửa cuối cùng của hoa tộc đã dập tắt. Trong khoảng thời gian này, tiểu phế vật kia đã làm chúng ta sứt đầu mẻ trán. Thứ nhất, chúng ta tuyên bố tin tức cậu ta chết là để nói cho những người khác biết, đối đầu với 5 tông môn lớn chúng ta chỉ có một con đường chết. Thứ hai, chúng ta cũng coi như là gián tiếp báo thù cho cổ Trần Đan Tôn. Về sau 5 tông môn lớn chúng ta sẽ là khách quý của Thành Thiên Đan, ai cũng không có cách nào chống lại chúng ta. Thứ ba, Huyền Thiên Tông vẫn luôn do dự không ngừng, thân cận hoa tộc. Lần này Huyền Thiên Tông không ra tay. Sáu lão quái vật kia coi như có chút hiểu chuyện. Lão Phu đề nghị cứ cô lập Huyền Thiên Tông một khoảng thời gian trước. Còn có một điều cuối cùng, tiểu phế vật này đến từ thế giới Tam Thiên. Ánh mắt của Bách Lý Tranh Vanh càng thêm lạnh lùng, vì để phòng ngừa xảy ra chuyện tương tự lần nữa, bổn tông chủ đề nghị. Phong kín cửa ra vào thế giới Tam Thiên vĩnh viễn, để đám sâu kiến bên trong tự sinh tự diệt đi. Tôi đồng ý. Năm người bàn luận một lát. Sau khi năm vị tông chủ trở lại tông môn, lập tức tuyên bố tin tức Diệp Bắc Minh đã chết. Trong khoảnh khắc, tin tức truyền khắp huyền giới. Diệp Bắc Minh chết rồi. Tên súc sinh sát hại cổ Trần Đan Tôn chết rồi. Ha ha ha, quá tốt rồi. Một vài tông môn có thù với Diệp Bắc Minh đều chúc mừng nhau giống như ăn Tết. Một số tông môn ở phe trung lập thì nhíu mày, đáng tiếc. Còn có người nói cậu ta là người được trời chọn chứ. Đắc tội mấy trăm tông môn, cậu ta không chết thì ai chết. Cùng lúc đó, sau khi Đông Phương Xá Nguyệt nghe thấy tin tức này. Thân thể mềm mại của cô ta run lên, không có khả năng. Cô ta lập tức trở lại bên ngoài vùng đất Thiên Tuyệt. Trơ mắt nhìn người tu võ cuối cùng đi ra khỏi vùng đất Thiên Tuyệt, lão già áo bào trắng tiến lên một bước. Đóng kín lối vào vùng đất Thiên Tuyệt. Vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Bắc Minh. Đông Phương Xá Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng, không có khả năng, cậu ấy đã chết rồi ư. Tuyệt đối không có khả năng, sao cậu có thể chết được. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, đôi mắt Đông Phương Xá Nguyệt đỏ bừng nhìn chằm chằm phương hướng vùng đất Thiên Tuyệt. Cuối cùng, răng rắc một tiếng vang giòn, hai tay Đông Phương Xá Nguyệt run rẩy. Lấy một miếng ngọc bội vừa phát nổ từ trong ngực ra. Có tổng cộng 2 miếng ngọc bội, một miếng ở trong tay cô ta. Một miếng khác ở trong tay Diệp Bắc Minh, hai người ước định sẽ dùng vật này để liên hệ. Lúc này, miếng ngọc trong tay mình đã nổ tung, chẳng phải là Diệp Bắc Minh đã. Không. Đông Phương Xá Nguyệt phun ra một ngụm tinh huyết. Nhà họ Mạc, trong một thư phòng cổ kính. Hai. Kẻ này thật sự ngã xuống rồi sao? Mạc Phong Hành nằm dựa lưng vào ghế bành, trên người có một cảm giác bất lực. Suốt bao nhiêu năm qua, vất vả lắm ông ta mới coi trọng một người trẻ tuổi.
còn tưởng rằng có thể thay đổi tình trạng bây giờ của nhà họ Mạc. Không nghĩ tới còn chưa đến một tháng đã nghe được tin dữ kẻ này chết rồi. Ông nội! Thiếu nữ ở một bên che miệng, kinh hô một tiếng. Đinh Đinh, sao vậy? Mạc Phong Hành nói. Mạc Đình Đình chỉ vào danh sách huyền bảng mới nhất, vị trí trên đó biến mất rồi. Hả? Mạc Phong Hành cúi đầu xem xét. Đúng lúc là vị trí Mạc Đình Đình chỉ. Vị trí 999 huyền bảng, Diệp Bắc Minh. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, cái tên này dần dần ảm đạm. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Biến mất. Mạc Phong Hành giật mình tại chỗ. Mạc Đình Đình cũng chỉ vào hai vị trí khác. Còn có hai cái tên nữa cũng biến mất, là hạng thứ 99 huyền bảng Lê Mộng Ly, hạng thứ 97 huyền bảng Thất Sát. Mạc Phong Hành trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi, xem ra kẻ này đã chết thật rồi. Huyền Thiên Tông, sâu trong cấm địa. Nhóc Diệp thật sự chết rồi sao, Tiêu Bất Hủ nhíu mày. Tuyệt Vô Trần thất vọng lắc đầu, hẳn là thật. Hoa Linh Lung thở dài, nếu như chúng ta ra tay can thiệp, chắc hẳn nhóc Diệp sẽ không chết đi. Trịnh Cửu Uyên hừ lạnh một tiếng, hừ, chúng ta đã cảnh cáo cậu ta, bảo cậu ta không nên rời khỏi Huyền Thiên Tông. Giờ thì hay rồi, tên nhóc này chẳng những rời khỏi Huyền Thiên Tông, còn trêu chọc hơn ngàn tông môn. Chúng ta chỉ muốn bảo vệ cậu ta thôi, nhưng tự cậu ta đi tìm chết thì chúng ta cũng không cứu nổi. Tiêu Bất Hủ gật đầu, tam sư đệ nói rất đúng. Kẻ này tự mình muốn chết, không trách được người khác. Chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cậu ta rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên, quỷ đế vô danh mở miệng, Diệp Bắc Minh đã chết, Long Thai Trì này phải làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người ngưng tụ, rơi vào trên đường nhỏ giữa Long Thai Trì. Ánh mắt của Nghiêm Bắc Huyền rơi lên trên người hầu tử, dùng tinh khí của Long Huyết Bồ Đề để nuôi hắn ta, có phải là quá lãng phí hay không? Tôi đã kiểm tra căn cốt của tên nhóc này rồi, vô cùng bình thường. Thậm chí có thể nói là rác rưởi, quỷ đế cười lạnh hai câu. Cũng không biết Diệp Bắc Minh xảy ra chuyện gì nữa, thế mà thiên phú tu võ của huynh đệ cậu ta lại kém như vậy. Quỷ đế dừng lại một chút. Theo tôi thấy, không bằng. Ông ta làm ra động tác cắt cổ. Không thể. Tuyệt Vô Trần nhìn ông ta một cái, chúng ta đã đồng ý với Diệp Bắc Minh phải bảo vệ tốt huynh đệ của cậu ta. Nếu đã vậy thì không thể để hắn ta bị thương được. Cho dù thiên phú của hắn ta có rác rưởi như thế nào, chúng ta cũng phải tuân thủ hứa hẹn nuôi hắn ta cả một đời. Để hắn ta ở lại Huyền Thiên Tông, làm đệ tử nội môn đi. Vậy hai người này thì sao? Nghiêm Bắc Huyền chỉ vào Đại sư Tỷ Lạc Khuynh Thành và Long Khuynh Vũ. Tuyệt Vô Trần vung tay lên, để hai người đó rời khỏi Huyền Thiên Tông, tự sinh tự diệt đi. Chờ một chút. Hoa Linh Lung có chút không đành lòng, Đại sư Huynh, cho các cô ấy một cơ hội đi. Làm việc gì cũng đừng quá đáng, nhỡ may nhóc Diệp không chết. Mấy người sững sờ. Sau đó đều bật cười. Cậu ta không chết thì sao chứ, Tiêu Bất Hủ nhẹ nhàng lắc đầu. Hoa Linh Lung nhíu chặt mày, luôn cảm giác có chút không nỡ. Tuyệt Vô Trần suy nghĩ một chút, thôi được, vậy cứ để hai người này ở lại Huyền Thiên Tông làm đệ tử ngoại môn đi. Ha ha! Quỷ đế cười cười, Đại sư Huynh, chúng ta còn có một ước định khác với Diệp Bắc Minh. Chỉ cần cậu ta gia nhập Huyền Thiên Tông, chúng ta sẽ cứu trăm vị sư phụ của cậu ta. Bây giờ cậu ta đã chết rồi, cho dù chúng ta không cứu đám sư phụ này cũng không tính làm trái lời hứa. Nói đến đây, ánh mắt quỷ đế nóng như lửa. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Ông ta nhìn về phía chỗ sâu Long Thai Trì, nuốt nước miếng, tất cả thân xác của trăm người này đều là do tinh khí trong Long Thai Trì ngưng tụ mà thành. Nói một cách khác, thân thể mỗi người đều có giá trị dược dụng có thể so với nhân sâm hàng triệu năm. Để bọn họ cho tôi luyện đan đi. Tuyệt Vô Trần ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý. Quá tốt rồi. Quỷ đế vô cùng mừng rỡ, đâm đầu thẳng vào bên trong Long Thai Trì. Ông ta khoát tay, chộp về phía cơ thể một vị sư phụ. Đúng lúc là người đỡ đầu.
nhưng trong nháy mắt khi bàn tay ông ta mới chạm vào cơ thể của người đỡ đầu liền hét thảm một tiếng a. Luân hồi ấn ký, làm sao có thể? Quỷ đế bị dọa sợ đến mức con ngươi co vào, chật vật lui lại giống như là nổi điên, người luân hồi. Trời ạ! Trăm người này, tất cả bọn họ đều là người luân hồi. Cho nên, trừ khi đạt được truyền thừa trong hang đá, nếu không chúng ta không thể ra ngoài được. Nghe xong Lê Mộng Ly giải thích, Diệp Bắc Minh vô cùng phiền muộn. Hang đá không lớn, không gian bên trong cũng chỉ rộng khoảng 10.000 mét vuông. Trong 10 lần hô hấp, anh có thể đi hết toàn bộ hang đá một lần. Thế nhưng trong hang đá này ngoại trừ mấy chục bộ xương khô ra, thì chỉ có vách đá bóng loáng, mặt đất trống rỗng. Không có cái gì, rỗng tuếch. Nơi như thế này thì có truyền thừa cái quỷ gì chứ? Thẩm Nại Tuyết khó hiểu, cô Lê, tin tức của cô liệu có nhầm lẫn gì không? Nơi đây không có cái gì, làm sao có thể có truyền thừa của một vị chân thần chứ? Thần mộ trong miệng cô liệu có phải là giả hay không? Ha ha! Lê Mộng Ly ngạo mạn cười một tiếng, bằng thân phận của tôi, cần phải lừa hai người ư? Hai người có tư cách gì để tôi phải lừa gạt? Chát! Một lực lượng rơi vào trên mặt Lê Mộng Ly, trực tiếp quất bay cô ta ra ngoài. Cả người cô ta đập mạnh lên trên vách hang đá. Anh! Lê Mộng Ly trừng to mắt, không thể tin được Diệp Bắc Minh dám ra tay với cô ta, anh dám đánh tôi. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên, biết vì sao tôi không giết cô không? Chỉ là bởi vì cô còn có một chút xíu tác dụng, nếu cô còn nói chuyện với chúng tôi bằng giọng điệu vừa rồi nữa. Tôi có hàng ngàn biện pháp để cô sống không bằng chết, hiểu chưa? Thân thể mềm mại của Lê Mộng Ly run lên, ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người nào dám dạy dỗ cô ta như vậy. Chứ đừng nói đến việc uy hiếp muốn giết cô ta. Nghĩ tới đây, Lê Mộng Ly cảm giác vô cùng uất ức. Sống mũi cô ta chua xót, nước mắt tuôn ra từ trong đôi mắt đẹp anh. Anh bắt nạt tôi, hu hu hu. Diệp Bắc Minh khẽ giật mình. Nếu như Lê Mộng Ly phản kháng, anh sẽ có hàng chục ngàn loại biện pháp đối phó với cô ta. Nhưng bây giờ Lê Mộng Ly vừa khóc, Diệp Bắc Minh có chút bất đắc dĩ, cô Thẩm. Có phải tôi hơi quá đáng rồi không? Thẩm Nại Tuyết co giật khóe miệng, anh Diệp, anh luôn đối xử với phụ nữ như vậy sao? Đương nhiên là không rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đối với những người phụ nữ khác, tôi vẫn khá là dịu dàng. Lê Mộng Ly nghe thấy lời này thì càng khóc nức nở hơn. Ặc, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Nại Tuyết đỏ lên. Thầm nghĩ nếu như vậy thì chẳng phải là... Có phải những người phụ nữ khác cũng bao gồm cả cô ta không? Đột nhiên. Phụt. Lê Mộng Ly phun ra một ngụm máu tươi, mạch máu nhô lên bên ngoài da thịt. Một tiếng ầm trầm vang vang lên, thế mà toàn bộ đều nổ tung. Chỉ trong chốc lát, cả người từ trên xuống dưới Lê Mộng Ly đều là máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Nại Tuyết giật nảy cả mình, anh Diệp, cô ta làm sao vậy? Diệp Bắc Minh nhún vai, cô ta vốn đang bị thương, vừa rồi lại tức giận quá mức. Chân nguyên trong cơ thể nghịch chuyển, dẫn đến gân mạch nổ tung. Nhưng cũng may là tôi có thể cứu. Nói xong anh liền tiến lên một bước, lấy ngân châm ra đâm về phía Lê Mộng Ly. Lê Mộng Ly đưa tay ra ngăn cản Diệp Bắc Minh cứu mình, anh đi ra. Tôi không muốn anh cứu. Lê Mộng Ly tôi, cho dù hôm nay có tức giận quá mức mà chết ở chỗ này. Cũng không cần tên bại hoại như anh cứu tôi. Hả, được thôi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Thân là thầy thuốc, sư phụ đã từng nói với anh rằng. Chỉ cần không phải kẻ địch, có thể cứu mạng người ta thì hãy cố gắng mà cứu. Nếu như đối phương cự tuyệt, vậy sẽ là chuyện khác. Anh quả quyết thu hồi ngân châm. Quay người trực tiếp tìm kiếm biện pháp rời khỏi hang đá. Lê Mộng Ly sững sờ. Trong lòng phát điên, người này bị làm sao vậy? Mình không cho anh ta cứu, anh ta liền thật không cứu thật sao? Chẳng lẽ anh ta không nhìn ra đây là sự dè dặt của phụ nữ sao? A a a, đồ đần, bại hoại, đầu gỗ. Diệp Bắc Minh không biết Lê Mộng Ly suy nghĩ cái gì trong lòng, giờ phút này anh đang cẩn thận quan sát tất cả mọi thứ trong hang đá.
sau khi xem xét một vòng, không thu hoạch được gì. Tiểu tháp, ông có thể nhìn ra cái gì không? Cho dù Diệp Bắc Minh hỏi thăm như thế nào, tháp Càn Khôn Trấn Ngục đều không có bất kỳ câu trả lời nào. Tiểu tháp, ông có ở đó không vậy? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Thế giới trong tháp hoàn toàn yên tĩnh. Từ khi tiến vào cái hang đá này, tháp Càn Khôn Trấn Ngục liền không có bất kỳ âm thanh gì cả. Anh suy nghĩ một cái, thần hồn tiến vào thế giới trong tháp. Cho dù Diệp Bắc Minh kêu gọi như thế nào, tháp Càn Khôn Trấn Ngục vẫn không có âm thanh gì. Anh Diệp, có manh mối gì không? Thẩm Nại Tuyết đi tới. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tạm thời không có bất kỳ phát hiện nào, nếu như thực sự không tìm thấy lối ra. Chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ thôi. Anh suy nghĩ một cái, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay. Cô Thẩm, cô tránh ra xa một chút. Được. Thẩm Nại Tuyết nghe lời lui lại. Trong chốc lát, Diệp Bắc Minh ngưng tụ một chút lực lượng vừa mới khôi phục, kiếm khí hình dạng một con huyết long tuôn trào ra. Nện lên trên tường đá một tiếng leng keng thật lớn. Một màn khiến Diệp Bắc Minh kinh ngạc xuất hiện. Một kiếm này có uy lực có thể giết chết bất cứ kẻ nào ở dưới đế cảnh, vậy mà lại chỉ có thể để lại một vết kiếm dài nửa mét ở trên vách đá. Trong nháy mắt, thế mà vết kiếm này lại khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Bắc Minh lại chém ra mấy kiếm, kết quả giống nhau như đúc. Chuyện này. Thẩm Nại Tuyết hơi há miệng ra. Cô ta cảm nhận được khí tức đáng sợ của một kiếm vừa rồi, anh Diệp, chẳng lẽ chúng ta thật sự không ra được sao? Diệp Bắc Minh có chút bực bội, anh suy nghĩ một chút, thần hồn tiến vào trong nghĩa địa hỗn độn. Gọi thần hồn của tuyệt thế thần chủ ra. Đồ nhi, xảy ra chuyện gì vậy, tuyệt thế thần chủ khó hiểu. Diệp Bắc Minh giải thích lại tình huống bên ngoài một lần, tiểu tháp chẳng những không có bất kỳ câu đáp lại nào, ngay cả hang đá cũng vô cùng quỷ dị. Sư phụ, người có manh mối gì không? Ánh mắt tuyệt thế thần chủ lấp lóe, đồ nhi, loại tình huống này vi sư cũng không thể nghĩ ra trong chốc lát được. Nhưng mà trước kia vi sư từng đi qua một chỗ, gặp được tình huống tương tự. Ồ, là chỗ nào? Diệp Bắc Minh nhìn tuyệt thế thần chủ, chờ đợi ông ấy giải thích. Tuyệt thế thần chủ phun ra một câu, vùng đất luân hồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình, sư phụ từng đi qua vùng đất luân hồi. Không sai. Tuyệt thế thần chủ gật đầu, vùng đất luân hồi là chủ luân hồi dùng phép tắc luân hồi sáng tạo ra không gian thế giới tùy thân. Bất cứ thứ gì ở bên trong bị phá hư, đều sẽ tự động khôi phục ở vùng đất luân hồi. Rất giống tình huống mà con vừa gặp phải. Diệp Bắc Minh khó hiểu, sư phụ, việc này còn có quan hệ với chủ luân hồi sao? Tuyệt thế thần chủ gật đầu, lại lắc đầu, nhóc Diệp, chủ luân hồi trong miệng con cũng không phải là chủ luân hồi đời thứ nhất. Diệp Bắc Minh ngơ ngẩn, có ý gì ạ? Sắc mặt tuyệt thế thần chủ rất nghiêm túc, chủ luân hồi mà con biết chỉ là người hiểu được phép tắc luân hồi. Giải thích với con như thế này vậy, chỉ cần con lĩnh ngộ được phép tắc luân hồi, con cũng có thể được gọi là chủ luân hồi. Nếu vi sư lĩnh ngộ phép tắc luân hồi, vi sư chính là chủ luân hồi. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra, cho nên, Đông Phương Xá Nguyệt sư phụ cũng không phải là chủ luân hồi thật sự. Tuyệt thế thần chủ nói, có thể nói như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, đúng là người này đã lĩnh ngộ phép tắc luân hồi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lấp lóe mấy lần. Một giây sau, anh tiếp tục hỏi, cho nên, sư phụ nghi ngờ trong hang động này có phép tắc luân hồi. Vì thế đồ nhi mới không có cách nào phá hư vách đá. Thông minh. Tuyệt thế thần chủ tán thưởng một câu. Cảm ơn sư phụ, con đã biết nên làm cái gì rồi, Diệp Bắc Minh rời khỏi nghĩa địa hỗn độn. Anh nhắm mắt lại, giữa trán có một luồng ánh sáng đen lấp lóe. Một con mắt nằm dọc xuất hiện giữa trán Diệp Bắc Minh, chính là con mắt thần ma. Anh Diệp, anh làm sao vậy? Thẩm Nại Tuyết giật nảy mình, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Anh liếc cô ta một cái. Dưới con mắt thần ma, tất cả đều không có chỗ che thân. Mặc dù Thẩm Nại Tuyết đang mặc quần áo, nhưng ở trong mắt Diệp Bắc Minh quả thực là trần như nhộng. Vậy mà ở dưới cung trang rộng rãi đoan trang lại là dáng người nóng bỏng như vậy.
Khụ khụ. Diệp Bắc Minh vội ho một tiếng, cô Thẩm, có lẽ tôi đã tìm ra biện pháp ra ngoài rồi. Thật sao, quá tốt rồi. Thẩm Nại Tuyết kích động nhảy dựng lên. Hai thứ sáng lóa kia làm Diệp Bắc Minh hoa cả mắt. Anh vội vàng quay đầu, nhìn về phía vách đá. Quả nhiên, dưới con mắt thần ma, tất cả những thứ trong hang đá đều không thể ẩn nấp được. Ở dưới vách đá có vô số phù văn lấp lóe. Một lực lượng phép tắc luân hồi ngưng tụ, bao phủ toàn bộ hang đá. Diệp Bắc Minh lộ vẻ vui mừng, quả nhiên là thế, chỉ cần phá giải lực lượng của những phù văn này thì sẽ có thể rời khỏi nơi đây. Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai. Anh Diệp, tôi cầu xin anh, cứu tôi. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía Lê Mộng Ly. Giờ phút này, Lê Mộng Ly nằm dạp trên mặt đất, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Cô ta đã cảm giác được khí tức tử vong, nếu như không ai ra tay giúp cô ta sẽ chết thật. Giờ phút này, Lê Mộng Ly sợ. Tất cả cao ngạo, thân phận, nóng nảy vào lúc này đều sụp đổ. Hu hu hu, anh Diệp tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết. Lê Mộng Ly cắn đôi môi đỏ, cho nên, tôi cầu xin anh hãy mau cứu tôi. Diệp Bắc Minh liếc cô ta một chút, không nói một câu nào. Anh tiện tay vung ra 13 cái ngân châm, cắm vào trong cơ thể Lê Mộng Ly. Thân thể mềm mại run lên. Cảm giác tử vong trong nháy mắt biến mất, trong lòng cô ta cực kỳ rung động. Ngay cả gân mạch bị hao tổn đều có dấu hiệu khôi phục. Làm sao có thể, chỉ cần 13 cái ngân châm lại có lực lượng kinh khủng như vậy ư? Cho dù là những trưởng lão y các ở học viện viễn cổ, chỉ sợ đều không có loại thủ đoạn này đi. Lúc trong lòng Lê Mộng Ly còn đang rung động, một viên đan dược bay tới. Cô ta đưa tay nắm lấy theo bản năng, mở 5 ngón tay ra xem xét. 9 đan văn, đế phẩm. Lê Mộng Ly khó hiểu, loại đan dược cấp bậc này mặc dù không tính là hiếm có trong học viện viễn cổ, nhưng nhất định là rất trân quý với anh đi. Nói đi, anh muốn cái gì? Là gia nhập học viện viễn cổ, hay là có mong muốn gì khác? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đều không cần, ngậm miệng là được. Anh! Lê Mộng Ly giận dữ, suýt nữa nổi giận quá độ lần nữa. Tôi nhịn. Cô ta nuốt đan dược vào, bắt đầu chữa thương. Một tiếng sau, Lê Mộng Ly đứng lên. Nhìn cô ta có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn. Cô ta bị trọng thương, tình huống gần như là tuyệt vọng. Diệp Bắc Minh chỉ cần dựa vào 13 cái ngân châm và một viên đan dược, thế mà lại khiến cô ta có thể khôi phục năng lực hành động chỉ trong một tiếng. Rốt cuộc tên này có lai lịch ra sao? Lại có loại y thuật này? Còn có viên đan dược vừa rồi, dược hiệu ít nhất là gấp 3 lần những đan dược đế phẩm khác. Viên đan này đến từ tay người nào? Chẳng lẽ là sư phụ của anh ta sao? Lê Mộng Ly rung động nghĩ trong lòng. Đột nhiên, một tiếng cười bỗng xuất hiện khiến cô ta lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh mở mắt ra, tôi đã hiểu rồi. Phép tắc luân hồi, thì ra là thế. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh mở 5 ngón tay ra, bắt lấy không khí. Kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay anh, sau đó chém một kiếm vào một cánh tay khác của mình trong ánh mắt khiếp sợ của Thẩm Nại Tuyết và Lê Mộng Ly. Kiếm càn khôn chấn ngục rơi xuống, một cánh tay cụt bay ra ngoài, một màn rung động này khiến hai cô gái lập tức kinh hô một tiếng, anh Diệp. Anh điên rồi sao? Thẩm Nại Tuyết và Lê Mộng Ly liều mạng dụi dụi mắt, còn tưởng rằng mình vừa nhìn lầm. Hai người liếc nhìn nhau, cũng nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Anh Diệp, anh đang làm gì vậy? Thẩm Nại Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở. Cô ta còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh chịu áp lực quá lớn nên tinh thần có vấn đề. Một giây kế tiếp. Phù văn xung quanh Diệp Bắc Minh bắt đầu khởi động, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Cánh tay bị chặt đứt rơi xuống đất đã biến mất. Cánh tay của Diệp Bắc Minh đã khôi phục như trước, dường như không bị sao cả. Chuyện này, làm sao có thể? Thẩm Nại Tuyết mở cái miệng nhỏ nhắn ra.
Lê Mộng Ly hít một hơi khí lạnh, anh, sao anh làm được vậy? Đôi mắt đẹp của cô ta hiện lên vẻ kinh sợ, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Bắc Minh mở mắt ra, đây chính là phép tắc luân hồi sao? Sức mạnh của phép tắc đã ảnh hưởng bản thân. Mặc dù cánh tay bị chặt đứt, nhưng vẫn có thể trở lại như trước. Mặc dù chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng nếu đó là trận chiến sinh tử thì sao? Sau khi bị thương nặng, vận chuyển phép tắc luân hồi thì đã trở lại trạng thái không bị thương của vài giây trước. Đệt! Diệp Bắc Minh không nhịn được chửi thề một câu, đây thật là đáng kinh ngạc mà. Lê Mộng Ly kêu lên, không thể nào, anh đã nhận thức được phép tắc sức mạnh sao? Vẻ mặt Thẩm Nại Tuyết đầy mờ mịt, phép tắc luân hồi. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Bắc Minh không giải thích. Mà anh chỉ đứng dậy, nhìn về phía một góc hang động, đi ra đi. Còn có người khác sao? Lê Mộng Ly và Thẩm Nại Tuyết đều kinh ngạc. Ha 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 ha. Một giọng nói già nua vang lên, tràn ngập huyết khí. Một huyết ảnh già nua ngưng tụ thành hình, hài lòng nhìn Diệp Bắc Minh, người trẻ tuổi, đã nhiều năm như vậy. Cậu là người đầu tiên hiểu rõ được phép tắc sức mạnh, hiện tại bổn tọa cho cậu một cơ hội. Lập tức bái bổn tọa làm sư phụ của cậu, bổn tọa cam đoan cậu sẽ trở thành người tu võ đứng đầu trong huyền giới. Hả? Lê Mộng Ly và Thẩm Nại Tuyết rất kích động. Ánh mắt hai người nóng như lửa, hô hấp dồn dập. Chỉ ước gì mình là Diệp Bắc Minh và đồng ý ngay lập tức. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, quan sát huyết ảnh, ông là ai? Hừ, ông đây đương nhiên là chủ nhân của thần mộ này rồi. Huyết ảnh hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, thế nào? Cậu không tin à? Diệp Bắc Minh cười nói, mặc kệ ông là ai, tôi cũng không có hứng thú làm đệ tử của ông. Cậu từ chối. Huyết ảnh nheo mắt lại, cậu có biết từ chối bổn tọa thì sẽ có kết cục gì không? Diệp Bắc Minh mỉm cười đầy ẩn ý, ông đang uy hiếp tôi sao? Trong đáy mắt của huyết ảnh hiện lên sát ý, nhưng đã nhanh chóng che giấu đi. Mỉm cười lắc đầu, cũng được, nếu cậu từ chối thì bổn tọa cũng không làm khó người khác. Nhưng hôm nay ba người các ngươi có duyên gặp bổn tọa, tôi nhất định phải chọn một người làm đệ tử. Ánh mắt ông ta xoay chuyển, liếc nhìn Lê Mộng Ly và Thẩm Nại Tuyết. Hai người có nguyện ý bái tôi làm sư phụ không? Tôi. Thẩm Nại Tuyết vừa định mở miệng thì đã bị Diệp Bắc Minh kéo lại. Anh Diệp. Thẩm Nại Tuyết có chút do dự nhìn Diệp Bắc Minh. Anh lắc đầu. Lê Mộng Ly đứng ở bên khác đã gấp đến mức không chờ nổi mà tiến lên, quỳ một chân xuống, đệ tử nguyện ý. Tốt lắm. Trên mặt huyết ảnh tràn đầy vui mừng, vội vàng mở miệng, cô tiến lên quỳ xuống trước mặt bổn tọa đi. Vâng. Lê Mộng Ly nhanh chóng bước lên, quỳ xuống trước mặt huyết ảnh. Vèo. Trong phút chốc, huyết ảnh hóa thành một tia sáng máu, trực tiếp tiến vào giữa lông mày của Lê Mộng Ly. A. À. Lê Mộng Ly hét lên một tiếng, ánh mắt lập tức tối sầm lại. A, à, anh Diệp, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Nại Tuyết hoảng sợ. Một giây tiếp theo, Lê Mộng Ly đang quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, cử động tay chân. Quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh, giọng nói phát ra lại là giọng nói của huyết ảnh, thằng nhóc, vừa rồi là cậu đã từ chối tôi đúng không? Mặc dù bổn tọa cũng không thật lòng muốn nhận cậu làm đệ tử, chỉ muốn đoạt lấy thân thể của cậu thôi. Nhưng dáng vẻ từ chối bổn tọa của cậu khiến tôi rất tức giận. Cậu nói xem, tôi nên tra tấn cậu như thế nào đây? Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Nại Tuyết nhất thời trắng bệch, chiếm đoạt thân thể. Chẳng lẽ Lê Mộng Ly đã bị chiếm đoạt thân thể sao? Chẳng trách vừa rồi anh Diệp lại ngăn cản cô ta. Nếu như cô ta thật sự bái sư trước thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, rốt cuộc ông là ai? Con người, ha ha ha. Huyết ảnh cười ngạo nghễ, bổn tọa cũng không phải loài người thấp kém như vậy, bổn tọa chính là thiên thần. Bổn tọa muốn thân thể này của cậu. Bùm. Trên người Lê Mộng Ly bộc phát ra một bóng đen, một luồng sát khí đáng sợ toát ra từ trong cơ thể cô ta. Sát khí màu đen ngưng tụ hóa thành một bàn tay tóm lấy. Cút. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng,
tung ra một cú đấm. Bàn tay nổ tung, sụp đổ ngay tại chỗ. Một giây tiếp theo, sát khí đang sụp đổ biến thành vô số phù văn màu đen, áp chế xuống Diệp Bắc Minh. Anh nhanh chóng lui về phía sau, phù văn màu đen ngưng tụ thành một mảnh. Một luồng sức mạnh cường đại ập đến. Trong phút chốc, Diệp Bắc Minh như thể bị mắc kẹt trong đầm lầy, lại không thể cử động được bước nào. Phép tắc sức mạnh, nguy rồi. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh trở nên vô cùng khó coi. Một giây kế tiếp, thân thể của Lê Mộng Ly mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Một huyết ảnh bước ra từ giữa, nghiền ngẫm nhìn Diệp Bắc Minh, chỉ là một con kiến hôi mà cũng có thể chống lại thiên thần sao. Mồ hôi Diệp Bắc Minh chảy đầm đìa trên lưng, nói tiểu tháp. Mau ra đây. Sư phụ. Thằng nhóc, phản kháng cũng vô dụng thôi. Con kiến hôi, bổn tọa sẽ kế thừa khối thân thể này của cậu thật tốt. Khuôn mặt huyết ảnh không chút thay đổi, cậu, có thể chết rồi. Vừa dứt lời, một bóng huyết ảnh từ giữa lông mày của Lê Mộng Ly lao ra, hoàn toàn đi vào giữa lông mày của Diệp Bắc Minh. Một giây tiếp theo. Con người của Diệp Bắc Minh trở nên tối đen giống như một lỗ đen. Đôi mắt của thần ma giữa hai lông mày mở ra. Anh há miệng phát ra một giọng nói đầy uy nghiêm, thứ như mày mà cũng dám động vào hậu nhân của tao sao? A! À. Huyết ảnh bị đánh bay ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sao lại có thể như vậy? Huyết mạch thiên ma, cậu! Mày nói nhảm quá nhiều. Giọng nói uy nghiêm tiếp tục vang lên. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh tiến lên đứng trước mặt huyết ảnh. Đây là, xì. Thẩm Nại Tuyết hít sâu một hơi thật sâu, nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này cô ta cũng không thể nào quên được. Huyết ảnh không có bản thể, theo lý mà nói thì không có khả năng bắt được. Nhưng trên người Diệp Bắc Minh dường như lại có một lực lượng thần bí nào đó, vậy mà có thể tóm lấy cổ huyết ảnh. Dùng sức xé thật mạnh. Xoẹt. Không. Huyết ảnh kêu thảm thiết một tiếng, bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Linh hồn của thiên thần, cũng chỉ như vậy thôi à. Thần hồn bị tiêu diệt còn sót lại cũng không tệ lắm, vậy thì cứ nuốt chửng lấy nó đi. Trong cơ thể của Diệp Bắc Minh phát ra một giọng nói, há miệng hút vào. Năng lượng còn sót lại sau khi tiêu diệt huyết ảnh lập tức hoàn toàn đi vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. A. À. Trong phút chốc, hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Huyết mạch dâng trào. Ngọn lửa bùng cháy, cơ thể gần như nổ tung. Bùm! Những gông cùm xiềng xích của cảnh giới trực tiếp bị phá vỡ. Cảnh giới tạo hóa sơ kỳ, đột phá. Cảnh giới tạo hóa trung kỳ, đột phá. Cảnh giới tạo hóa hậu kỳ, đột phá. Cảnh giới chúa tể sơ kỳ, đột phá. Cảnh giới chúa tể trung kỳ, đột phá. Mãi cho đến khi đạt tới cảnh giới chúa tể đỉnh phong thì mới dừng lại. A. À. Thẩm Nại Tuyết đứng bên cạnh hoàn toàn sợ ngây người. Trời ạ, 6 cảnh giới nhỏ, 2 cảnh giới lớn. Anh Diệp, rốt cuộc anh là quái vật gì vậy? Cô ta run rẩy toàn thân, hai chân cũng run cầm cập. Hoàn toàn không thể đứng vững được nữa. Cũng trong lúc đó, thần giới, vạn thần đỉnh. Một vị thiên thần cổ xưa mở mắt ra, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều run rẩy. Tàn hồn của bổn tọa đã chết. Người này có chút khó tin, bấm ngón tay tính toán. Nheo mắt lại, một giọng nói lạnh như băng vang lên, lại là huyền giới. Người được ông trời chọn lựa, kẻ may mắn. Đầu ngón tay phá vỡ lòng bàn tay, ép mấy giọt máu tươi chảy ra. Ngưng tụ thành một bức chân dung. Nếu như Diệp Bắc Minh ở chỗ này thì anh nhất định sẽ nhận ra người trong bức tranh chính là mình. Khoảnh khắc nhìn thấy bức chân dung này, đôi mắt thiên thần mở to, là cậu ta. Cậu ta đã trở lại. Lúc này, bên trong hang động. Diệp Bắc Minh nắm chặt 5 ngón tay, một luồng sức mạnh cường đại ngưng tụ, đây chính là cảnh giới chúa tể sao. Một chúa tể của thế giới nhỏ. Nếu như cảnh giới siêu phàm trong tôi là một con hổ dũng mãnh. Vậy thì cảnh giới chúa tể giống như một con rồng khổng lồ. Nếu như chúng ta gặp lại đám người Bách Lý tranh vanh. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Giơ tay lên giết. Lúc này,
giọng nói của Thẩm Nại Tuyết lại vang lên bên tai, anh Diệp, anh. Anh thật sự đã tiến vào cảnh giới chúa tể sao? Giọng nói của cô ta run rẩy. Mặc dù Thẩm Nại Tuyết đang ở cảnh giới hư vương, Diệp Bắc Minh đã vượt xa hai cảnh giới lớn. Nhưng Thẩm Nại Tuyết lại có một loại trực giác, hai cảnh giới lớn này đối với Diệp Bắc Minh mà nói căn bản không đáng kể chút nào. Nếu là một trận chiến sinh tử, cô ta sẽ không thể trụ nổi được một giây nào dưới kiếm của Diệp Bắc Minh. Thực lực của anh vừa rồi chỉ mới là cảnh giới siêu phàm sao? Lê Mộng Ly mới vừa tỉnh lại thì đúng lúc nhìn thấy Diệp Bắc Minh thăng cấp thành công. Không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn. Diệp Bắc Minh gật đầu. Xì. Lê Mộng Ly hít một hơi khí lạnh. Cô ta bước nhanh về phía trước, đi vòng qua vòng lại Diệp Bắc Minh mấy chục vòng rồi mới dừng lại. Đôi mắt xinh đẹp không ngừng co lại, rốt cuộc anh là quái vật gì vậy? Chỉ mới cảnh giới siêu phàm mà đã có thể chiến đấu với cảnh giới đế. Bây giờ lại đạt đến cảnh giới chúa tể, chẳng phải là... Lê Mộng Ly không dám nói tiếp nữa. Yêu nghiệt đáng kinh ngạc như vậy, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ học viện viễn cổ cũng chưa từng gặp qua người như vậy. Đột nhiên, Lê Mộng Ly giống như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt đầy thành khẩn nói, anh Diệp, chuyện vừa rồi là do Lê Mộng Ly tôi không đúng. Tôi ở chỗ này thành tâm xin lỗi anh. Nói xong, hơi quỳ gối xuống. Diệp Bắc Minh không phải là người nhỏ mọn. Chỉ thoải mái cười nói, tôi vẫn thích dáng vẻ bướng bỉnh không phục tùng của cô hơn. Lê Mộng Ly đỏ mặt liếc nhìn anh Diệp, nói đùa thôi, mời anh gia nhập học viện viễn cổ. Dựa vào thiên phú đáng kinh ngạc của anh, chỉ cần gia nhập học viện viễn cổ thì tương lai của anh nhất định sẽ vô hạn. Diệp Bắc Minh không cần suy nghĩ đã từ chối, không cần đâu. Trên đường đi, có thế lực nào muốn lôi kéo anh mà không phải vì coi trọng thiên phú của anh chứ? Một khi anh không còn giá trị lợi dụng thì tùy tiện vứt bỏ đi. Học viện viễn cổ này có lẽ cũng tương tự như vậy. Lê Mộng Ly sửng sốt, tựa như có thể nhìn thấy sự kiêng dè trong lòng Diệp Bắc Minh. Cô ta vội vàng giải thích, anh Diệp, học viện viễn cổ rất đặc biệt. Tôi có thể nhắc nhở anh một câu, học viện viễn cổ mỗi 3 năm sẽ mở một cuộc tuyển chọn một lần. Hầu như mỗi lần tuyển chọn đều có một hai học sinh được người của thần giới mang đi. Anh có thể hiểu hết những lời tôi nói không? Lông mày Diệp Bắc Minh khẽ giật. Anh còn chưa mở miệng, Thẩm Nại Tuyết ở bên cạnh đã kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Gia nhập học viện viễn cổ tương đương với việc có được một tấm vé vào cửa của thần giới. Một giây tiếp theo. Thẩm Nại Tuyết kích động nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Thậm chí không để tâm đến thân phận của bản thân là thánh nữ băng cực cung. Nắm lấy cổ tay của Diệp Bắc Minh, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe vì kích động, anh Diệp, tại sao anh còn do dự? Mau đồng ý với cô ta đi. Chỉ cần anh trở thành học trò của học viện viễn cổ thì mấy tông môn linh tinh như Thiên Đạo Tông, Võ Cực Tông hay Sát Minh đều chỉ là rác rưởi thôi. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ. Nhìn Lê Mộng Ly hỏi, cô Lê... Cô nói được người của thần giới mang đi là có ý gì? Lê Mộng Ly giải thích, học viện viễn cổ 3 năm sẽ tổ chức thi đấu một lần, sau đó sẽ quyết định ra 3 người đứng đầu. Thí sinh có cơ hội được người của thần giới chọn lựa sẽ có thể trở thành người hầu của thần. Người hầu của thần. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Lê Mộng Ly gật đầu, không sai, anh Diệp, anh đừng xem mấy chữ người hầu của thần này giống như người hầu. Nhưng đây là phụng sự thật sự, ý nghĩa hoàn toàn khác. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co giật. Người hầu của thần thì chẳng phải vẫn là người hầu thôi sao? Anh lắc đầu đáp, hay là thôi đi. Lê Mộng Ly có chút thất vọng, được rồi, anh Diệp. Nếu bất lúc nào anh muốn gia nhập học viện viễn cổ thì cứ nói cho tôi biết. Nhà họ Lê của tôi ở học viện viễn cổ cũng có chút địa vị, cho nên vẫn có biện pháp giúp anh gia nhập. Lấy ra một miếng ngọc bội giao cho Diệp Bắc Minh. Phía trên có khắc khuê danh của Lê Mộng Ly. Trên đó còn có mùi hương cơ thể nhẹ nhàng nữ tính. Diệp Bắc Minh nhận lấy, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ông tính nghe lén đến khi nào, đột nhiên, giọng nói của Diệp Bắc Minh ngưng tụ. Nhìn về một hướng nhất định.
một ngọn lửa yếu ớt bay ra ngoài, cố gắng trốn thoát. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, một ngọn lửa từ lòng bàn tay bay ra. Trong nháy mắt biến thành một chiếc lồng giam, nhốt ngọn lửa kia vào trong đó. A, phần thiên chi diễm. Ngọn lửa kia lại phát ra giọng nói của huyết ảnh, đừng, a, không, xin cậu hãy tha mạng. Phần thiên chi diễm nằm trong top 10 của dị hỏa bảng. Lê Mộng Ly nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Rốt cuộc trên người anh Diệp còn có bao nhiêu bí mật? Thân phận, lai lịch của ông, còn có tại sao ông lại ở chỗ này? Giọng nói của Diệp Bắc Minh mang theo ngữ khí không thể nghi ngờ, nhớ kỹ, tôi chỉ cho ông một cơ hội. Thưa cậu, tôi tên là Hoàng Sào, chỉ là một tiểu thần cấp thấp nhất của thần giới. Hoàng Sào không dám chậm trễ, 10 triệu năm trước, trong thần giới đã diễn ra một cuộc chiến chưa từng có. Mặc dù hung tàn và có vô số thiên thần đã chết trong trận chiến, nhưng bên cạnh chiến trường còn để lại rất nhiều bảo vật. Tiểu thần nhất thời nổi lên lòng tham, nghĩ đến việc nhặt chút của hời ở gần chiến trường. Nào ngờ lại bị cuốn vào một vòng xoáy năng lượng, thân xác lập tức sụp đổ, chỉ còn lại một tàn hồn rơi vào trong hang đá này. 10 triệu năm qua đã có hàng chục người tiến vào hang đá này, nhưng đáng tiếc không ai có thể sống sót đi ra ngoài. Thưa cậu, đây là thật, những gì tôi biết cũng chỉ có như vậy thôi. Hoàng Sào điên cuồng cầu xin tha thứ. Phần thiên chi diễm chính là một trong những ngọn lửa căn nguyên. Một khi thần hồn bị phần thiên chi diễm thiêu hủy thì ngay cả cơ hội đầu thai cũng không còn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, những tin tức này không có bất kỳ giá trị gì, giữ lại ông có ích lợi gì. Năm ngón tay nắm chặt. Lồng giam phần thiên chi diễm nhanh chóng co lại. A, à, Hoàng Sào điên cuồng kêu thảm thiết, đừng, xin đại nhân đừng giết tôi. Tôi biết đường ra khỏi chỗ này, hơn nữa còn biết một chỗ có nhiều mảnh vỡ thần khí. Tôi xin lấy thần hồn của mình ra thề, chỉ cần cậu tha cho tôi một mạng. Tôi không chỉ dẫn cậu đi đến đó, mà từ nay về sau, tôi còn trở thành người hầu của thần cho cậu. Một lúc sau, ở nơi sâu trong vùng đất Thiên Tuyệt. Phía trước có một dòng khí hỗn độn khởi động, vô số ánh sáng như sao băng lóe lên trong dòng khí hỗn độn. Đây là thân thể xinh đẹp của Thẩm Nại Tuyết cứng đờ, bình tĩnh nhìn về phía trước. Thần khí, tất cả đều là thần khí. Lê Mộng Ly trợn to hai mắt, không ngừng hít vào khí lạnh. Học viện viễn cổ cũng có mấy món thần khí bị hư tổn, đó đã là bảo vật trấn viện. Vậy mà ở đây lại có hàng nghìn. Hàng vạn món thần khí. Quả thật quá nghịch thiên. Hoàng Sào vội vàng nói, chủ nhân, nơi này chính là trung tâm chiến trường trong cuộc chiến giữa các vị thần. Những thần khí kia mặc dù đã bị hư hại, nhưng chúng đều là những thần binh có tiếng trên bảng xếp hạng khi còn tồn tại. Chỉ cần chủ nhân có thể bắt được chúng, thì có thể sở hữu chúng. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, tiểu tháp, giao cho ông. Một giây sau, lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, một luồng sức mạnh vô cùng lợi hại tràn ra. Những thần khí trong dòng khí hỗn độn đó lần lượt bay về phía Diệp Bắc Minh. Chui vào trong vị trí trái tim của anh. Trời đất ơi! Anh Diệp, anh! Thẩm Nại Tuyết và Lê Mộng Ly hoàn toàn sửng sốt, nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn thấy quỷ. Dòng dã suốt nửa canh giờ. Cả hai đều duy trì động tác đờ đẫn. Hơn 10.000 món thần khí bị hư tổn, toàn bộ đều chui vào cơ thể của Diệp Bắc Minh. Đầu óc của Thẩm Nại Tuyết và Lê Mộng Ly đều ong ong, cảm thấy có chút choáng váng. Hoàng Sào nghẹn họng nhìn chân chối, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngay cả ông ta cũng chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy. Giờ phút này, thế giới bên trong tháp Càn Khôn chấn ngục. Ha ha ha! Một tòa bảo tháp cổ xưa đang tỏa ra muôn vàn tia sáng. 1% sức mạnh, bản tháp cuối cùng cũng khôi phục 1% sức mạnh. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, cắn nuốt hơn chục nghìn món thần khí, vậy mà ông chỉ khôi phục được 1% sức mạnh thôi sao? Tôi còn cho rằng, chí ít ông cũng có thể khôi phục 1/10 sức mạnh chứ. Tháp Càn Khôn chấn ngục cười một tiếng, 10.000 món thần khí nghe có vẻ rất nhiều, nhưng thực chất còn không đủ để bản tháp nhét kẽ răng. Người trẻ tuổi. Bản tháp có thể khôi phục 1% sức mạnh đã rất tốt rồi.
Bây giờ nếu bản tháp ra tay, thậm chí có thể che đậy thiên cơ. Bất kể là tìm người hay là đánh nhau. Trừ khi có người của nhân giới tận mắt nhìn thấy, bằng không bọn họ vĩnh viễn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của bản tháp. Hai mắt của Diệp Bắc Minh sáng lên, thật tốt quá. Còn có một chuyện nữa, mảnh vỡ của bản tháp cũng nằm trong số những món thần khí này. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vừa dứt, một mảnh vỡ màu đen bay tới. Lơ lửng trước mặt Diệp Bắc Minh. Anh đưa tay nắm lấy, một loại cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Chất liệu không phải vàng cũng không phải sắt, nhưng lại cực kỳ dày nặng. Vụt! Hai cái bóng lần lượt bay tới, dừng lại trước mặt hai người Thẩm Nại Tuyết và Lê Mộng Ly. Một thanh kiếm gãy. Một cây sáo ngọc gãy. Có chuyện gì vậy, cả hai đều sửng sốt. Hoàng Sào nói, thần khí có quyền chọn chủ, bọn chúng không muốn bị chủ nhân cắn nuốt. Vì vậy, bọn chúng muốn nhận các người làm chủ. Hả? Thẩm Nại Tuyết và Lê Mộng Ly đều giật mình. Cảm giác như bị một chiếc bánh từ trên trời rơi chúng vậy. Mặt mỗi người đều đỏ tận mang tai, hô hấp dồn dập. Tuy nhiên, bọn họ không dám tự mình làm chủ. Dù sao cũng nhờ Diệp Bắc Minh đưa bọn họ tới đây. Nếu không có Diệp Bắc Minh, bọn họ thậm chí không có tư cách nhìn thấy thần khí. Anh Diệp, tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu, nếu các cô thích, vậy thì cầm đi. Thật sao? Thẩm Nại Tuyết hưng phấn nhảy dựng lên. Lê Mộng Ly cũng kinh ngạc, anh Diệp, thần khí vô cùng trân quý. Anh chắc chắn muốn đưa nó cho chúng tôi sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đây là thần khí tự mình lựa chọn, tôi sẽ không can thiệp. Cảm ơn anh. Hai người vui mừng khôn xiết, đưa tay cầm lấy thần khí. Một luồng thông tin chảy vào trong đầu, cơ thể khẽ run lên. Đi nào. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đi về phía bên ngoài vùng đất thiên tuyệt. Cốc luân hồi. Khi Diệp Bắc Minh đến đây, sớm đã không còn ai. Không chỉ chủ luân hồi biến mất, ngay cả Đông Phương Xá Nguyệt cũng không thấy đâu. Tìm khắp toàn bộ cốc luân hồi, bọn họ vẫn không tìm thấy một bóng người nào. Tiểu tháp, giúp tôi tìm kiếm hơi thở của bọn họ, sắc mặt của Diệp Bắc Minh rất khó coi. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời một tiếng, sau đó bắt đầu tìm kiếm toàn bộ huyền giới. Sau một lúc, một giọng nói vang lên, nhóc con, bọn họ biến mất rồi. Biến mất, ý ông là sao, Diệp Bắc Minh cau mày. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, có hai loại tình huống. Thứ nhất, bọn họ đang ẩn náu trong một trận pháp nào đó. Tuy nhiên, loại trận pháp này phải có năng lực che đậy thiên cơ, đồng thời che đậy được sự tra xét của bản tháp. Ngay cả ở thần giới cũng chỉ có một ít, vì vậy chuyện này gần như không có khả năng. Thứ hai, bọn họ không ở huyền giới. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm lại, không ở huyền giới sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gật đầu, bọn họ có lẽ đã rời đi, tuy nhiên. Tôi cảm nhận được hơi thở của Đại Sư Tỷ Cậu, Hầu Tử và Long Khuynh Vũ. Trong mắt Diệp Bắc Minh hiện lên một tia lạnh lẽo, xem ra bọn họ gần như đã khôi phục. Đi, chúng ta trước tiên đi về Huyền Thiên Tông. Cùng lúc đó, ở một vùng đất u ám. Hai bóng người bước ra từ đó, cũng chính là Đông Phương Xá Nguyệt và Chủ Luân Hồi. Sư phụ, đây chính là U Minh giới sao? Đông Phương Xá Nguyệt dùng mình nhìn bốn phía xung quanh, bên tai truyền đến các loại âm thanh của lệ quỷ, khiến cô ta sởn cả tóc gáy. Ánh mắt của Chủ Luân Hồi u ám, nếu không phải do Diệp Bắc Minh ngã xuống, bản tọa cũng không đến mức phải sử dụng hạ sách này. Đông Phương Xá Nguyệt cau mày, sư phụ, chúng ta tới U Minh giới để làm gì vậy? Khóe miệng của Chủ Luân Hồi lộ ra một nụ cười, đương nhiên là để giúp bản tọa tái sinh. Linh hồn của đứa nhỏ trong bụng con vô cùng mạnh mẽ, chỉ khi ở trong U Minh giới này, bản tọa mới có thể đoạt xá thành công. Chỉ cần thành công, bản tọa có thể nhờ vào cơ thể mẹ để tái sinh lần nữa. Quay về tuổi trẻ. Đông Phương Xá Nguyệt theo bản năng lùi về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sư phụ. Người đã hứa với con là không động đến đứa nhỏ này mà. Huyền Thiên Tông, trên bậc thang trước Sơn Môn.
hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang cầm cây chổi trên tay, quét dọn bậc thang. Hai mắt của Long Khuynh Vũ đỏ hoe, đại sư tỷ, anh Diệp thật sự đã chết rồi sao? Những lời người kia nói có phải là sự thật hay không? Một đầu tóc đen của Lạc Khuynh Thành buông xóa tự nhiên. Cô ấy đang mặc trang phục cho đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tông, nhưng điều này vẫn không thể nào che đi khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành của cô ấy. Tiểu sư đệ không thể nào chết được, chỉ tin rằng cậu ấy nhất định đang bị vây nhốt ở một nơi nào đó. Lạc Khuynh Thành tự tin, đừng lo lắng, chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được. Sau đó chờ tiểu sư đệ trở về. Sắc mặt của Long Khuynh Vũ có phần hồng hào hơn, nghiêm túc gật đầu, được rồi. Hai người các cô đang lẩm bẩm cái gì vậy? Đột nhiên, một âm thanh không mấy hài hòa vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, có mấy người phụ nữ đang bước xuống bậc thang một cách ngạo mạn. Mấy người cô ta vừa cắn hạt dưa, vừa nhổ vỏ xuống đất, lại đây, dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Long Khuynh Vũ bỗng nhiên nổi giận, chúng tôi vừa mới dọn dẹp xong, các cô rốt cuộc có ý gì hả? Có ý gì à? Người phụ nữ mặc áo xanh dẫn đầu cười một cách đầy nghiền ngẫm, cô không nhìn ra sao? Không phải là tên ngốc đấy chứ? Chúng tôi rõ ràng đang gây sự nha. Ha 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 ha. Mấy người phụ nữ bên cạnh cười lớn. Cô! Long Khuynh Vũ tức giận cầm chổi, chuẩn bị lao về phía trước. Lạc Khuynh Thành lắc đầu, ngăn cản cô ta, đừng xúc động, tông môn cấm tranh đấu ngầm. Cô ta đang cố ý khiêu khích em, nếu em ra tay trước, cô ta có toàn quyền đánh trả. Long Khuynh Vũ đè nén lửa giận, đại sư tỷ, em nghe chị. Lạc Khuynh Thành mỉm cười. Cô ấy đi đến trước mặt người phụ nữ áo xanh, quét sạch chỗ vỏ hạt dưa. Người phụ nữ áo xanh giễu cợt, ha, cô cũng thật là hèn mọn nha. Tôi bảo cô quét dọn sạch sẽ, cô liền đi tới quét dọn thật sao? Cũng thật nghe lời, nào, tới đây, dọn dẹp chỗ này đi. Dứt lời, cô ta tiện tay vứt xuống. Vỏ hạt dưa bay khỏi lòng bàn tay, rơi vãi khắp hàng chục bậc thang. Lạc Khuynh Thành cau mày. Mấy người các cô lại tới gây sự phải không? Đột nhiên, một giọng nói tức giận vang lên, nếu còn có lần sau, tôi sẽ báo cáo cho nhậm trưởng lão ngay lập tức. Đám người phụ nữ áo xanh quay đầu, chỉ thấy hầu tử đang đi đến. Sắc mặt của đám người này đột nhiên biến đổi. Vương sư huynh. Thân phận của hầu tử là đệ tử nội môn, mấy người các cô nào dám đắc tội. Hầu tử giận dữ quát, nhặt sạch sẽ chỗ rác rưởi này cho tôi. Nếu để cho tôi nhìn thấy còn có một mảnh vỏ hạt dưa nào sót lại, tôi muốn các người khó coi. Sắc mặt của người phụ nữ áo xanh và những người khác biến đổi lớn, bọn họ chật vật lao ra ngoài, điên cuồng nhặt vỏ hạt dưa trên mặt đất. Hầu tử thấy thế, lúc này mới đi tới trước mặt hai người Lạc Khuynh Thành và Long Khuynh Vũ, đại sư tỷ, cô Long, các người không sao chứ? Hai người lắc đầu. Hầu tử thở dài một hơi, nếu như anh Diệp còn ở đây, mọi người sẽ không phải chịu ức hiếp như vậy. Mặc dù tôi là đệ tử nội môn, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Thật khốn nạn, tôi thậm chí còn không thể rời khỏi Huyền Thiên Tông. Lạc Khuynh Thành vừa an ủi được hai câu. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Ai bắt các người làm những chuyện này? Mấy người cô gái áo xanh ngước lên, lập tức bật khóc, chạy đến bên cạnh chàng trai vừa lên tiếng. Anh à, anh phải làm chủ cho chúng tôi. Hu hu hu, Vương Khinh Hầu bắt nạt chúng tôi. Sắc mặt của hầu tử hơi thay đổi, người vừa đến là Hiên Viên Thái. Hắn ta là cháu trai của Thái Thượng Trưởng Lão, Hiên Viên Đại Long. Đệ tử nội môn nhìn thấy hắn ta đều phải thay đổi sắc mặt. Trong mắt Hiên Viên Thái hiện lên vẻ không vui, ồ. Toàn bộ Huyền Thiên Tông, có ai không biết các người là người hầu của tôi? Bắt nạt các người chính là không nể mặt Hiên Viên Thái tôi. Vương Khinh Hầu, lá gan của anh cũng lớn nhỉ. Hầu tử giật mình, vội vàng giải thích là do bọn họ ném vỏ hạt dưa khắp nơi, tôi chỉ bảo bọn họ nhặt lại mà thôi. Hiên Viên Thái ngoài cười nhưng trong không cười, thật vậy sao? Mấy người phụ nữ áo xanh vội vàng lắc đầu, công tử, Vương Khinh Hầu đang ngậm máu phun người.
Rõ ràng là chính anh ta đã ném nắm vỏ hạt dưa, hơn nữa còn hạ nhục chúng tôi, bắt chúng tôi phải dùng tay nhặt lên. Nếu không nhặt nó lên, anh ta muốn chúng tôi phải khó coi. Chúng tôi đều nói ra tên của anh ta còn dõng dạc nói, cho dù anh đích thân tới cũng sẽ không nể mặt. Các người! Nhìn đám người phụ nữ áo xanh đổi trắng thay đen, hầu tử giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ. Hiên viên thái cười mỉa, ngay cả tôi đến cũng không nể mặt. Tôi muốn nhìn xem. Chỉ là một tên gác cổng vô dụng, mặt mũi rốt cuộc lớn đến chừng nào. Một luồng hơi thở của cảnh giới động hư nghiền ép mà đến. Phụt! Hầu tử phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, cả người nằm dạp trên mặt đất. Anh ta đã không thể động đậy. Ha ha ha! Đám người phụ nữ áo xanh che miệng cười trộm. Nhìn dáng vẻ của anh ta kìa, anh ta nhìn như một con chó vậy. Động tĩnh rất lớn đã thu hút rất nhiều đệ tử. Dưới ánh mắt nghị luận ầm ĩ của mọi người. Hiên viên thái, mày khinh người quá đáng. Hầu tử giận dữ quát nhỏ. Hiên viên thái cười nghiền ngẫm, đúng là tao khinh người quá đáng đó, mày có thể làm gì tao? Vừa nói hắn ta vừa nhấc chân lên. Hắn ta duỗi bàn chân về phía hầu tử, bỏ qua đây, liếm sạch bàn chân của tao. Liếm xong thì tao sẽ tha cho mày lần này. Sau này nếu gặp tao thì nhớ đi đường vòng. Nếu không, hôm nay mày cứ nằm sấp mà canh cửa, để người khác xem mày làm một con chó như thế nào. Mẹ kiếp! Hầu tử gào lên một tiếng, không thể nào. Anh ta điều động toàn bộ chân nguyên trong cơ thể của mình, muốn đứng dậy. Hiên viên thái giơ tay ấn nhẹ một cái. Một luồng sức mạnh như thái sơn đè lên khiến hầu tử lại một lần nữa đập mạnh xuống mặt đất. Xương sườn chặt đứt. Hầu tử. Lạc Khuynh Thành quát nhỏ một tiếng, hiên viên thái, mọi người đều là đệ tử của Huyền Thiên Tông, đừng làm việc quá tàn nhẫn. Nếu nhậm trưởng lão biết chuyện này, anh cũng không dễ dàng để giải thích đi. Nghe được tên của nhậm kiếm hành, hiên viên thái lộ ra chút kiêng dè. Nhưng làm sao hắn ta có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Ánh mắt hắn ta quét qua cơ thể mềm mại của Lạc Khuynh Thành, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ nó, quá cũng bốc lửa rồi. Bộ trang phục của đệ tử ngoại môn vẫn không thể nào che giấu được khuôn mặt hoàn hảo và thân hình mềm mại của Lạc Khuynh Thành. Cô Lạc, muốn tôi buông tha anh ta cũng không phải là không thể. Vẻ mặt của hiên viên thái chân thành, chỉ cần cô nguyện ý làm người phụ nữ của tôi hứa sau này không những sẽ không trêu chọc Vương Khinh Hầu. Mà tôi còn có thể bảo đảm, toàn bộ Huyền Thiên Tông, không ai có thể bắt nạt cô. Hả, anh? Người phụ nữ áo xanh và những người khác gấp gáp. Bọn họ thường xuyên bắt nạt Lạc Khuynh Thành và Long Khuynh Vũ. Một khi Long Khuynh Vũ đồng ý làm người phụ nữ của hiên viên thái. Bọn họ chẳng phải là xong rồi sao? Lạc Khuynh Thành cau mày, hiên viên thái, xin anh hãy tự trọng. Nụ cười của hiên viên thái cứng lại, nói như vậy, cô không muốn sao? Hầu tử càng là nhếch miệng cười to hơn, ha 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 ha, hiên viên thái, đồ cóc khẻ còn đòi ăn thịt thiên Nga. Sao mày không dùng nước tiểu mà soi lại bộ dáng của mình đi, chị Khuynh Thành là đại sư tỷ của anh Diệp. Cô ấy là người phụ nữ của anh Diệp. Mày thì tính là gì? Trong mắt Vương Khinh Hầu tao, mày chỉ là một thứ đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi đó, mày biết không? Ha 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 ha. Chết tiệt. Tên này điên rồi à? Ừng ực. Các đệ tử xung quanh nuốt một ngụm nước miếng, nhìn hầu tử như một kẻ điên. Hai mắt hiên viên thái đỏ bừng, sắc mặt tái xanh. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành đỏ bừng. Tức giận nói, hầu tử, anh nói bậy bạ gì đó. Nhìn thấy biểu hiện của Lạc Khuynh Thành, mọi người ở đây còn gì không rõ. Trong lòng hiên viên thái càng là vô cùng ghen tị, anh Diệp. Diệp Bắc Minh, tên phế vật đó làm hại Huyền Thiên Tông thảm như vậy. Bây giờ cỏ trên mộ cậu ta đã cao tới vài mét, mày còn dám dùng thứ rác rưởi đó để làm nhục tao sao? Làm nhục mày thì sao? Cùng lắm thì hôm nay ông đây không thèm quan tâm đến cái mạng này nữa, hầu tử chửi ầm lên. Đồ bỏ đi, cả nhà mày đều chỉ là thứ đồ bỏ đi. Đến đây đi đồ bỏ đi, giết chết ông đây. Huyền Thiên Tông nghiêm cấm đồng môn tương tàn.
Có nhiều người đang nhìn như vậy. Hầu tử đây là liều mạng quyết tâm muốn bảo vệ hai người Lạc Khuynh Thành và Long Khuynh Vũ. Hầu tử. Lạc Khuynh Thành và Long Khuynh Vũ lập tức đã hiểu được ý của hầu tử, cực kỳ sợ hãi, không được nói lung tung. Hầu tử dường như không nghe thấy, tên phế vật kia, mày có dám giết tao không? Mẹ kiếp, không dám thì cút khỏi đây cho tao. Được, rất được. Hiên Viên Thái tức giận đến mức nổi gân xanh trên trán. Một giây sau, hắn ta trực tiếp lao tới, một bước đi đến trước mặt hầu tử. Từ trên cao nhìn xuống hầu tử, giọng nói lạnh băng đến cực điểm, mày có thể đi chết rồi. Hắn ta giơ chân lên, giẫm mạnh xuống đầu hầu tử. Hầu tử nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười, anh Diệp, năng lực của tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi. Đột nhiên. A, chân của tôi. Một tiếng kêu thảm thiết, tan nát cõi lòng vang lên. Sau đó. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Hầu tử vừa mở mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện Hiên Viên Thái đã nằm ở bậc thang dưới cùng. Cái chân chuẩn bị giẫm chết hầu tử kia đã hóa thành một màn xương máu, hoàn toàn biến mất. Cả người hắn ta giống như một con chó chết, quằn quại đau đớn, la hét. Ai, là ai đã ra tay vậy? Tôi không biết, tôi cũng không thấy rõ nữa. Các đệ tử bốn phía xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Đám người phụ nữ áo xanh hoảng sợ, lao tới trước người Hiên Viên Thái, anh Hiên. Hầu tử phản ứng ngay lập tức, ha ha ha, anh Diệp, anh đã trở lại. Tiểu sư đệ, mau ra đi. Lạc Khuynh Thành khẽ mỉm cười. Long Khuynh Vũ vui mừng, anh Diệp quay về rồi sao? Lúc này, từ phía sau đám người vang lên một giọng nói, hầu tử, anh có vẻ vẫn chưa có chút tiến bộ nào rồi. Sau này nhớ kỹ, muốn cứu người khác, trước hết phải bảo vệ chính mình. Sau này đừng sử dụng loại phương pháp tự sát này nữa. Hiểu không? Đám người tự động tránh ra một con đường. Phía cuối là một thiếu niên tuấn tú chính trực, khóe miệng của anh mang theo một chút bất đắc dĩ. Quả nhiên là tiểu sư đệ. Lạc Khuynh Thành nở nụ cười trên môi, đôi mắt xinh đẹp lập lòe những giọt nước mắt. Long Khuynh Vũ trực tiếp rơi nước mắt, vui mừng đến phát khóc, anh Diệp, hu hu hu. Tôi còn tưởng anh chết thật rồi cơ. Ha ha ha. Hầu tử ngửa mặt lên trời cười lớn, lau khô vết máu ở khóe miệng, anh Diệp, tôi là đồ phế vật, tôi không thể làm gì được. Thực lực không đủ, chỉ có thể làm như vậy. Tôi chắc chắn không thể để đại sư tỷ và cô Long chết trước tôi. Bằng không, nếu sau này thật sự gặp nhau dưới địa ngục, không phải sẽ bị anh mắng đến chết sao? Diệp Bắc Minh trong lòng cảm động, đừng nói nhảm. Anh tiến lên một bước, xuất hiện trước mặt hầu tử. Ngân châm rơi xuống, thậm chí không cần dùng đến đan dược. Hầu tử lập tức khỏe lại như voi. Diệp Bắc Minh còn cảm nhận được, trong cơ thể hầu tử dường như có một con chân long có thể lao ra bất cứ lúc nào. Sức mạnh của Long Huyết Bồ Đề sao? Tiềm lực của hầu tử cũng rất đáng sợ, chỉ là chưa có cơ hội phát huy. Diệp Bắc Minh thầm nghĩ. Hầu tử, đây là có chuyện gì vậy? Hầu tử cười một tiếng, giải thích toàn bộ sự thật của câu chuyện. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm, nhìn về phía Hiên Viên Thái và mấy người phụ nữ áo xanh. Tuy nhiên, anh vẫn chưa ra tay. Ngược lại lạnh lùng hỏi, hầu tử, anh đang làm gì ở Huyền Thiên Tông? Hầu tử ấp úng, anh Diệp, bây giờ tôi là đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn không tu luyện, lại đứng ở cổng làm gì, Diệp Bắc Minh hỏi lại. Hầu tử có chút xấu hổ, anh Diệp, tôi, canh cổng. Canh cổng. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, lửa giận dâng trào. Đại sư tỷ và Long Khuynh Vũ ở đây quét rác, anh em tốt thì đi canh cổng. Ha ha, thật thú vị. Một giây sau. Diệp Bắc Minh trực tiếp quát lớn, Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh Quỷ Đế, Hoa Linh Lung. Tất cả các người đều cút ra đây cho tôi. Lời này vừa dứt, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều chìm vào im lặng. Đám đệ tử ở Sơn Môn càng là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng gần như vỡ òa vì sợ hãi.
Cậu ta vậy mà gọi thẳng tên của sáu vị lão tổ. Hơn nữa còn làm sáu vị lão tổ lăn ra đây. Gào. Một tiếng rồng ngâm, nương theo giọng nói của Diệp Bắc Minh truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông. Giờ phút này, vô số người trong Huyền Thiên Tông ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Sơn Môn. Là tên nhóc kia đã trở về rồi sao, Nhậm Kiếm Hành kinh ngạc. Đôi mắt già nua của Hiên Viên Đại Long hơi tối lại, tên nhóc này quả nhiên chưa chết. Ngay cả sáu người ở chỗ sâu trong cấm địa cũng đột nhiên mở mắt. Diệp Bắc Minh. Cậu ta quay trở về. Cậu ta không chết sao? Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Hoa Linh Lung, cơ thể của sáu người cùng lúc run lên. Đi, mau đi xem. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cao tầng của Huyền Thiên Tông đều xuất hiện ở cửa vào Sơn Môn. Vô số đệ tử lần lượt xuất hiện, toàn bộ Huyền Thiên Tông vô cùng náo nhiệt. Hàng triệu người có mặt gần như cùng lúc, còn náo nhiệt hơn cả ăn Tết. Tuy nhiên, hiện trường lại yên tĩnh đến đáng sợ. Một bầu không khí kỳ lạ lan tỏa trong đám đông. Nhóc Diệp, cậu quay trở về rồi sao, thật tốt quá, Nhậm Kiếm Hành hưng phấn. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, ông Nhậm. Anh vẫn còn tương đối tôn trọng Nhậm Kiếm Hành. Hầu tử và đại sư tỷ đã từng nói, Nhậm Kiếm Hành đã rất quan tâm, chăm sóc bọn họ. Hiên Viên Thái nhìn thấy nhiều cao tầng như vậy đến đây, ngay cả sáu vị lão tổ ngày thường không xuất hiện cũng tới. Hắn ta lập tức có được dũng khí vô tận, ông nội. Sáu vị lão tổ, các vị nhất định phải làm chủ cho con. Tên Diệp Bắc Minh này điên rồi, cậu ta vừa về liền phế một cái chân của tôi đi. Cầu xin mọi người nhất định phải nghiêm khắc trừng trị người này. Vừa dứt lời, một kiếm khí huyết sắc đã nghiền ép đến. Đám người Hiên Viên Thái và người phụ nữ áo xanh còn không có cả cơ hội phản ứng, trong nháy mắt đã bị chém thành một đống máu. Chuyện này, ánh mắt đám người co vào một chút. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Bắc Minh dám ra tay ở ngay trước mặt sáu vị lão tổ Huyền Thiên Tông. Diệp Bắc Minh, cậu là đệ tử của Huyền Thiên Tông, thế mà lại tàn sát đồng môn Huyền Thiên Tông. Hiên Viên Đại Long tức đến run rẩy cả người. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, ồ, tôi là đệ tử của Huyền Thiên Tông từ bao giờ vậy? Nếu như tôi là đệ tử của Huyền Thiên Tông, sao mấy người lại không làm chuyện đã đồng ý với tôi? Sáu người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Hoa Linh Lung thầm kêu không tốt. Tiêu Bất Hủ trầm giọng nói, cậu Diệp, theo chúng tôi vào cấm địa. Chúng tôi sẽ cho cậu một câu giải thích hài lòng. Diệp Bắc Minh cười nhạo một tiếng, ông thì tính là cái gì? Ông giải thích cho tôi. Để huynh đệ của tôi đi canh cổng, để người phụ nữ của tôi đi quét rác. Đây chính là câu giải thích của mấy người sao? Xung quanh càng thêm an tĩnh. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành đỏ lên, cái gì mà người phụ nữ của cậu chứ, nói lung tung. Long Khuynh Vũ có chút choáng váng, hả? Mình là người phụ nữ của anh ấy sao? Tuyệt Vô Trần không có cảm xúc gì, cậu Diệp, hôm nay hành vi của cậu chúng tôi không truy cứu. Bây giờ không phải là thời điểm hành động theo cảm tính, theo chúng tôi đi cấm địa. Lão Phu lấy danh nghĩa Lão Tổ Huyền Thiên Tông để thề, nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn hài lòng. Hơn nữa Lão Phu có thể cam đoan, từ hôm nay trở đi không ai có thể động tới huynh đệ và người phụ nữ của cậu nữa. Bây giờ cậu sẽ là thánh tử của Huyền Thiên Tông. Nghe thấy lời này, đám người vỡ tổ trong nháy mắt. Cái gì, thánh tử? Đậu má, đây là sự thật sao? Diệp Bắc Minh sau này sẽ là thánh tử của Huyền Thiên Tông. Mẹ nó, so sánh người với người đúng là làm tôi tức chết mà. Các đệ tử ở đây đều đỏ mắt. Kêu lão tổ cút ra đây, giết đệ tử tông môn ngay trước mặt lão tổ, còn không thèm nể mặt lão tổ ở trước mặt mọi người. Cho dù như thế, lão tổ vẫn tuyên bố để Diệp Bắc Minh làm thánh tử của Huyền Thiên Tông. Mẹ nó quả thực là quá trời chiều chuộng rồi. Ghen ghét đến chết. Hiên Viên Đại Long biến sắc, lão tổ, không thể. Nhậm Kiếm Hành bật cười, ha ha ha, cậu Diệp còn không mau đồng ý đi.
Điều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ chính là Diệp Bắc Minh lại ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha. Anh cười đến mức suýt nữa thì chảy cả nước mắt, sau đó chỉ vào 6 vị lão tổ của Huyền Thiên Tông, 6 con chó già ra vẻ đạo mạo, nghĩ hay thật đấy. Lúc tôi có giá trị lợi dụng thì không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo. Đến khi tôi không có giá trị lợi dụng nữa, ngay cả huynh đệ và người phụ nữ của tôi còn không thèm quan tâm chút nào. Bảo tôi làm thánh tử Huyền Thiên Tông, mấy người xứng sao? Âm vang hữu lực. Hùng hùng hổ hổ. Đinh tai nhức óc. Huyền Thiên Tông vốn dĩ đang sôi trào khắp trốn, lại rơi vào yên tĩnh như chết một lần nữa. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, trong mắt suýt nữa thì rơi ra ngoài. Anh Diệp. Hầu tử hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ bừng. Lạc Khuynh Thành cười, đây mới là tiểu sư đệ của tôi. Long Khuynh Vũ nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh, trực tiếp ngây người, anh Diệp cứng rắn quá. Cậu. Tiêu Bất Hủ căm tức nhìn Diệp Bắc Minh, cậu đừng quá cuồng vọng. Nơi này là Huyền Thiên Tông, không phải là chỗ vớ vẩn gì. Sắc mặt 4 người Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Hoa Linh Lung cũng vô cùng lạnh lùng. Tuyệt Vô Trần lạnh lùng lên tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu xác định sao? Diệp Bắc Minh gầm thét một tiếng, tôi xác định cái đầu ông, 6 con chó già, chết đi cho ông đây. Một con huyết long bỗng nhiên bộc phát. Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy kiếm càn khôn chấn ngục ra, dẫm chân xuống một cái, lao thẳng về phía 6 vị lão tổ của Huyền Thiên Tông. Trời ạ! Nhìn thấy một màn này, đám người Huyền Thiên Tông trực tiếp ngây ra. Tiêu Bất Hủ khẽ quát một tiếng, giao cho tôi giải quyết. Tiểu súc sinh này đơn giản là không biết lòng tốt của người ta mà. Nếu không phải chúng ta giúp cậu ta đã sớm chết dưới sự truy sát của Thiên Đạo Tông rồi. Thế mà còn bị cắn ngược lại một cái. Khó trách Hoa tộc thượng cổ sẽ bị diệt tộc, kết cục này đúng là đáng đời. Ông ta đưa tay ra nắm lại, một thanh trường thương màu vàng xuất hiện trong tay. Một luồng sát khí ngưng tụ, trực tiếp đâm về phía đầu Diệp Bắc Minh. Khí tức đế cảnh bộc phát, một kích này căn bản không cho Diệp Bắc Minh đường sống. Leng keng một tiếng vang thật lớn, trường thương màu vàng vừa tiếp xúc với kiếm càn khôn chấn ngục liền nổ tung tại chỗ. Làm sao có thể? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.